chiến trường ôi điêu tàn, ngôi đền thờ rách nát thôi không còn những hồi chuông. Mái nhà nghèo tôi thương, bên một dàn thiên lý buồn lắm biết đâu mà tìm. Người yêu còn không hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương. Thức trắng đêm Hòa Châu khiến lòng thêm sầu nhớ, ôi dàn thiên lý đâu. Các bạn thân mến, nếu như trước đây chúng ta muốn mua một cặp loa của những thương hiệu đắt đỏ, chắc hẳn chúng ta sẽ phải bỏ ra vài chục triệu, thậm chí là bỏ ra một vài trăm triệu để mua một dàn máy karaoke cho gia đình. Nhưng bây giờ các bạn thấy là ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ cần bỏ ra vài triệu thôi là dễ dàng mua ngay được một cặp loa của những thương hiệu nổi tiếng, và tất cả đều là những hàng rất xịn sò. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một trong những cấu hình karaoke có mức giá rất hợp lý, hoặc các bạn có thể mua rời từng chi tiết, hoặc là có thể mua cả bộ theo gợi ý của chúng tôi. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại ở trên tấm biển hoặc đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và hiện nay thì các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nếu như nói về DK thì ấn tượng đầu tiên ở tất cả các dòng loa nằm cũng như loa đứng của hãng đó là chất âm ngọt ngào và đàm thắm rất là mềm mại. DK thì rất nổi tiếng rồi, nó là dòng sản phẩm xịn sò của Anh Quốc. Các bạn thấy là một trong những dòng loa được người Việt Nam rất yêu thích đó là mẫu DK101 trước mắt các bạn. Đây là một trong những dòng loa nằm có thể nói là một trong những phân khúc cạnh tranh với dòng BMB450C. Và các bạn thấy loa Anh, tức là nó là loa châu Âu, bao giờ cũng thế, nó phải có cái chất âm vô cùng ngọt ngào và nó dẻo lắm, nó ngọt lắm. Dòng này có một cái ưu điểm là đánh không bao giờ chói gắt, và phân tần của nó thì lớn như quyển sách ấy, chính tỏ nó được thiết kế rất là kỹ và các đường tiếng của nó được chia rất là chuẩn xác. Ví dụ như là tần số ở trung âm là bao nhiêu, tần số ở giải cao là bao nhiêu, tần số ở sóng trầm là bao nhiêu, nó cắt rất là chuẩn, đặc trưng của những thiết bị châu Âu bao giờ thế. Đây là cặp loa DK101 rất xịn sò. Thì các bạn thấy ở trên mạng thì nhiều khi anh em bán với mức giá khoảng 4 triệu, 4 triệu 2, hay là có những thời điểm 5 triệu 4 vân vân, có những thời điểm thậm chí còn đắt hơn. Và bây giờ chưa bao giờ dễ dàng các bạn mua một cặp loa DK xịn sò với phân tần to như quyển sách và nam châm của nó cực kỳ gấu. Cặp loa DK này có giá 4.500.000 đồng. Các bạn thân mến, tôi nhắc lại, cặp loa DK101 này có giá 4.500.000 đồng. Đây là những hàng tuyển zin. Các bạn nhớ là những cái hàng mà xấu xấu một chút, hay là người ta có can thiệp một chút, người ta mông má, người ta sửa sang lại một chút thì có thể nó sẽ rẻ hơn. Nhưng các bạn nhớ là 4.500.000 đồng để mua một cặp loa DK xịn sò thì có lẽ chưa bao giờ nó dễ dàng đến mức độ như thế. Nói vui với anh em là chưa bao giờ nó lại rẻ mạt đến thế. Đấy, chưa bao giờ nó rẻ đến mức độ như là 4 triệu rưỡi mua một cặp loa Anh xịn. Đấy, các bạn nhớ nhá, nó là hàng xịn đấy ạ. Và các bạn còn nhìn thấy ở đây này, một con đẩy bãi, đó là đẩy Crown 800CSL. Thì đây là một trong dòng đẩy sử dụng sò vương miện, sò sắt, sò đại. Con sò đã làm nên danh tiếng của Crown trên khắp thế giới. Và con đẩy này công suất rất là lớn, các bạn có thể đánh vào những dòng loa full, bass 30, những dòng loa nằm bass 30 vân vân. Con đẩy Crown này có mức giá 8.500.000 đồng, nó là đẩy bãi, đó là Crown 800CSL. Nó sử dụng sò sắt, tôi nhấn mạnh các bạn, sò sắt đánh ấm và lực. Và tiếng của dòng Crown thì các bạn biết rồi, nó rất là ấm áp và có gì đó nó rất là ngọt ngào. Riêng thằng Crown đánh vào loa nào cũng thế, các bạn nhận ra cái điều đó. Ở dưới đây các bạn nhìn thấy một chiếc vang cơ, gọi là con chim sơn ca đầu bảng. Con vang cơ hay nhất trên thị trường hiện nay đó là vang cơ CAVSK3000. Con vang này có 5 chế độ chống hú, chống rít, có đầy đủ eco, revert, không khác gì vang số cả. Và khi các bạn nghe những bản test của tôi, âm thanh của nó sạch lắm. Đặc biệt là giọng hát đang rất là chân thật, bởi vì nó sử dụng công nghệ analog. Và con vang này thì có giá chỉ 2.500.000 đồng thôi. Còn trên cùng thì các bạn nhìn thấy đó là mic CAVST4S, một đầu thu hai tai mic sử dụng băng tần UHF, tăng cường khả năng bảo mật liên lạc và tiếng rất là sạch. Và dòng mic này thì tiếng rất là sáng. Mic CAVST4S này, một đầu thu hai tai mic, cả bộ còn nguyên thùng của nó, thì có giá là 3.000.000 đồng. Các bạn thân mến, như vậy một cái cấu hình cặp loa thì 4.500.000 này, đẩy thì 8.500.000 này, và vang thì 2.500.000 này, và mic là 3 triệu.
Thế thì các bạn thấy là tôi có cả những con đẩy thì chỉ khoảng tầm 5 triệu rưỡi thôi, cũng có thể ghép vào cấu hình này cho các bạn, là một cấu hình karaoke chỉ hơn 10 triệu một chút thôi, chắc chắn bao cho các bạn phê. Và các bạn nhớ là ghép rồi nhưng mà chúng ta phải biết đấu nối và hiệu chỉnh nữa. Khi các bạn hiệu chỉnh thiết bị một cách chuẩn chỉ thì nó sẽ nhả ngọc phun châu, chỉ cần đó là những hàng xịn thôi. Các bạn thấy cặp loa này nó là DK và nó nặng hơn dòng BMW B450 rất là nhiều. Khi chúng ta bê cái trọng lượng của nó lên, các bạn sẽ cảm nhận ngay cái độ xịn sò của nam châm cũng như là phân tần. Và bây giờ thì để cho các bạn không phải đợi lâu nữa, tôi sẽ hát thử nghêu ngao để các bạn xem cái chất âm của nó như thế nào. Các bạn nhớ là cặp loa DK101 này các bạn có thể ghép vào các dòng âm ly Jaguar 506 đánh rất là tuyệt vời, kể cả những dòng âm ly Jaguar 203, 203 ba la mã vân vân đều có thể ghép vào cặp loa này để tạo thành một cái cấu hình karaoke cho các bạn trong gia đình. Xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu núi sông, cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ vài câu làm tin thế thôi, ngang hay trách hơn người tình biến ai, hỏi rằng vì sao nỡ đành nhạt phai. Em mới cho dù sung phù giờ đây lẻ dân dân thân, nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm rừng sâu, đèn sao sáng soi vài câu viết vội vài lời chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng. Con nước con giặc thù em chấp nhận lời nguyện đời trai dâng núi sông, bao ân ái chuyện của lòng em nén đời trùng phùng trên vùng quê hương, cho dấu mai sau còn răng dở và còn những ngày cài kiếm trì, em là tô thị ngày đêm trông trồng xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xứ quý lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ trông, xin vì em đáp lời nhung nhớ nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, có hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuôi.